Chào mừng các bạn đến video Kazen của công ty tư vấn Trần Đình cửu Thưa quý vị, trước năm 1970, máy tính của chúng ta điều khiển sử dụng bằng cái câu lệnh, tức là bạn muốn kiểm soát máy tính của bạn, bạn phải gõ các cái dòng lệnh bằng chữ vào. Và đến năm 1970 đó các bạn, công ty Xerox đã trình diễn một cái phát minh của họ tức là họ thay thế cái câu lệnh đó bằng những cái biểu tượng bằng những cái hình ảnh cái giao diện nó rất dễ hiểu và dễ sử dụng à, ví dụ như là các cái thanh menu các cái cửa sổ là các bạn nhé và rất tiếc là Xerox không biết nhân rộng thương mại hóa cái phát minh đó để mà tạo ra cái sự thành công cho mình và lúc đó đó Steven Chopp sau khi đi thăm cái triển lãm đó các bạn ông ta nhìn thấy cái đó thế là ông ta nhân rộng ngay ông ta copy ông ta sử dụng vào ngay cái máy tính max của apple và cái giao diện như vậy cực kỳ dễ sử dụng cực kỳ thành công thưa các bạn tôi kêu gọi các bạn hãy sáng tạo hãy cai gen sản phẩm dịch vụ của bạn theo phương pháp nhân tức là nhân rộng những gì thành công và sản phẩm của mình đưa ra cái thị trường và phương pháp nhân như vậy có hai cách thứ nhất là nhân rộng nội bộ tức là ở trong công ty của bạn có những cái gì thành công các bạn hãy nhân rộng ra những cái bộ phận có liên quan còn phương pháp thứ hai là chúng ta đi ra ngoài công ty chúng ta xem coi ở trên thế giới có công nghệ gì có cái điều gì hay hay mà thị trường chúng ta chưa có các bạn copy về các bạn nhân rộng về các bạn cải tiến sản phẩm dịch vụ các bạn để các bạn giải quyết cái vấn đề ở thị trường của các bạn cho khách hàng là các bạn sẽ thành công vậy nhớ nhé hãy áp dụng kaizen theo phương pháp nhân để nâng cao cái năng lực giải quyết vấn đề của bạn.